Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022, tin vui cho bà con chăn nuôi. Biến động mạnh cả ba miền. Giá heo đang tăng trở lại. Đã đang có khả năng kéo dài. Bà con chăn nuôi kỳ vọng giá đạt trên 70.000 đồng nhân kg. Nhiều tỉnh thành đã tăng lên mức 64.000 đồng trên kg. Đây là tín hiệu tốt cho người chăn nuôi đang kỳ vọng bấy lâu nay. Giá heo hơi miền Bắc. Theo ghi nhận doanh nghiệp lớn tại miền Bắc điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng kg giá heo thịt bán ra lên 63.000 đồng trên kg đây là ngày thứ ba liên tục doanh nghiệp này tăng giá. Giá heo hơi nuôi trong dân cũng tăng khá nhanh. Nhiều địa phương có mức giá trên 60.000 đồng trên kg ngày càng mở rộng. Thậm chí đã có khu vực ghi nhận mức giá 63.000 đến 64.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam giá heo hơi đã lên mức 58.000 đến 63.000 đồng trên kg. Một số khu vực có giá 64.000 đồng trên kg các tỉnh Trung Du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, tuyên quang giá heo hơi cũng xuất hiện mức giá 58.000 đến 62.000 đồng trên kg. Tuy nhiên mức phổ biến trong vùng là 55.000 đến 60.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo hơi tại Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên lên mức 55.000 đến 61.000 đồng trên kg. Lạng Sơn, Lào Cai 56.000 đến 60.000 đồng trên kg. Quảng Ninh 56.000 đến 62.000 đồng trên kg. Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn tiếp tục điều chỉnh tăng giá heo thịt bán ra từ hôm nay thêm 1.000 đồng trên kg. Giá heo miền Bắc tăng nhanh khiến chênh lệch với các tỉnh miền Trung, miền Nam đang nới rộng. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vẫn tập trung tăng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mức giá trên 60.000 đồng trên kg đã xuất hiện nhiều hơn thậm chí là 62.000 đồng trên kg. Mức bình quân hiện từ 55.000 đến 60.000 đồng nhân kg. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng tăng khoảng 1.000 đồng nhân kg lên mức 56.000 đến 60.000 đồng trên kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng giữ ổn định ở mức 56.000 đến 60.000 đồng trên kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận từ 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Giá heo tại Tây Nguyên giá giao động trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Trong đó Lâm Đồng, Đắk Lắc bình quân 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông giao động từ 54.000 đến 56.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo hơi miền Nam tăng chậm hơn các tỉnh miền Bắc. Tại Bà Rịa Vũng Tàu đã ghi nhận tăng lên mức giá 60.000 đồng trên kg ở một số khu vực nhưng chưa phổ biến. Hiện các tỉnh Đông Nam giao dịch phổ biến trong khoảng 55.000 đến 58.000 đồng/kg. Trong đó Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh giá heo 55.000 đến 59.000 đồng/kg. Bình Dương, Bình Phước 54.000 đến 57.000 đồng/kg. Các tỉnh Tây Nam bộ tăng khoảng 1.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất trong vùng khoảng 57.000 đến 58.000 đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu Hậu Giang chỉ từ 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Long An, Tiền Giang 54.000 đến 58.000 đồng trên kg. Bến Tre 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Cần Thơ 54.000 đến 58.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, An Giang ở mức 54.000 đến 58.000 đồng trên kg. Theo dự báo, trong thời gian tới khả năng giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng cao, nhất là thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ heo rất cao nên giá heo hơi sẽ còn tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, ngành chức năng cũng khuyến cáo bà con chăn nuôi không nên vì lợi nhuận trước mắt mà ồ ạt tái đàn heo, tránh tình trạng nguồn cung vượt cầu gây ra những biến động giá trên thị trường trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ở chợ, thịt heo tiêu thụ chậm, kéo theo giá heo hơi tại Đồng Nai giảm xuống mức 60.000 đến 62.000 đồng trên kg. Trước đây, heo hơi xuất chuồng với giá 60.000 đồng trên kg là mức mơ ước của người chăn nuôi. Nay thì lỗ nặng do giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 40%, chi phí chăn nuôi đội lên quá cao, ông đoán cho biết. Để ngành chăn nuôi phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những tháng cuối năm, các trang trại phải tìm nguồn thức ăn sẵn có trong nước để hạ giá thành chăn nuôi. Kiểm soát phòng chống dịch tốt, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, phát triển các mô hình chăn nuôi đảm bảo song hành yếu tố hiệu quả, bền vững. Theo đó, đàn lợn có xu hướng tăng do người chăn nuôi đầu tư tái đàn để chuẩn bị sản phẩm cung ứng cho thị trường dịp cuối năm. Đàn bò thịt và da cầm ổn định, sản xuất dâu tầm phát triển tốt. Riêng đàn bò sữa giảm nhẹ do một số cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ giảm đàn, chuyển đổi ngành nghề. Các hộ chăn nuôi được cán bộ tri cục chăn nuôi và thú y hướng dẫn các nguyên tắc chăn nuôi an toàn sinh học như cách ly và kiểm soát vào ra, vệ sinh làm sạch và khử trùng. Theo báo Thái Bình. Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi còn được giới thiệu cách nhận biết, kỹ thuật phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn heo như bệnh dịch tả heo châu Phi, bệnh tiêu chảy cấp, bệnh viêm phổi màng phổi, viêm đa xoang. Thông qua buổi tập huấn giúp các hộ chăn nuôi trang bị thêm kiến thức, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, quản lý nguồn bệnh, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng vật nuôi, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi. Việc tái đàn chủ yếu hiện nay tập trung đối với các hộ chăn nuôi lớn và nuôi gia công cho các công ty. Huyện Cầu Kè hiện có một hộ nuôi heo gia công cho công ty CP với tổng đàn khoảng 3.500 con heo và một hộ nuôi quy mô trang trại, luôn duy trì số lượng đàn khoảng 400 con heo. Với giá heo hơi như hiện nay, các hộ nuôi heo quy mô lớn theo kiểu trang trại và khép kín mới có lời. Trước thực trạng giá heo hơi giảm mạnh, dịch bệnh trên heo vẫn còn xảy ra nên người nuôi cũng e rẻ việc tái đàn dự báo tình hình đàn heo phục vụ cho thị trường tết năm nay cơ bản sẽ ổn định không tăng so với các năm qua nguyên nhân là hiện nay giá heo hơi ở mức thấp nên lượng heo trong dân chưa xuất bán còn nhiều từ đó việc tái đàn nuôi mới không cao những năm gần đây dịch tả heo châu phi xuất hiện và diễn biến phức tạp cùng với giá thức ăn đầu vào tăng cao trong khi giá heo hơi lên xuống bất thường khiến nhiều người nuôi e ngại tái đàn thời gian qua giá heo hơi liên tục giảm và giá thức ăn gia súc liên tục tăng cao. Người chăn nuôi gặp khó khăn kép. So với cuối năm 2020, giá thức ăn gia súc đã tăng 40%. Người chăn nuôi không có lời nên tái đàn thời điểm này rất nguy hiểm. Nguy hiểm vì giá thấp không có lời. Rồi dịch bệnh đe dọa, nhất là dịch tả heo châu Phi. Nếu sơ hở mà bị dịch tả heo châu Phi tràn đến thì có thể người chăn nuôi trắng tay nên bà con không mặn mà việc tái đàn. Để ngành chăn nuôi phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những tháng cuối năm, các trang trại phải tìm nguồn thức ăn sẵn có trong nước để hạ giá thành chăn nuôi, kiểm soát phòng chống dịch tốt, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, phát triển các mô hình chăn nuôi đảm bảo song hành yếu tố hiệu quả, bền vững. Đối với các hộ nuôi nhỏ lẻ, giá heo hơi tăng là một tín hiệu vui, còn đối với các hộ nuôi heo với số lượng lớn hoặc trang trại, với giá thức ăn liên tục tăng cao sau hạch toán không có lãi. Thực tế thị trường hiện nay cho thấy giá thức ăn chăn nuôi tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Hầu như tháng nào cũng tăng, thậm chí có tháng tăng giá đến 2 lần. Diễn biến này khiến giá heo xuất chuồng tăng nhưng không theo kịp đà nhảy múa của giá thức ăn chăn nuôi, để giúp người chăn nuôi giảm gánh nặng chi phí, có lãi sau khi xuất bán. Ngành chức năng cần có giải pháp giảm thuế nhập khẩu đối với một số nguyên liệu để thức ăn chăn nuôi không tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thời gian qua giá heo hơi trên địa bàn tỉnh đang giao động từ 5,8 đến 6 triệu đồng tạ. Có thời điểm lên đến 7 triệu đồng và mới chỉ vừa hạ xuống. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho các hộ nuôi. Để các hộ nuôi heo có lãi cần phải nuôi tập trung theo hình thức trang trại, nuôi theo hướng an toàn sinh học sẽ giúp người nuôi giảm thiểu hao hụt, giảm chi phí cũng như dịch bệnh. Giá thức ăn chăn nuôi là một trong những mặt hàng tăng giá liên tục. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến tháng 8 năm 2022, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng giá 6 lần và chưa giảm một lần nào. Mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị phát triển chăn nuôi cuối năm 2022 và thúc đẩy đầu tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Thông tin tại hội nghị cho biết, 9 tháng năm 2022, ngành chăn nuôi vẫn phát triển dù đối diện nhiều khó khăn khi giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng cao. Một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi vẫn diễn ra tại một số địa phương. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24h. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.